Thưa quý vị, sự lấp lánh của vàng thời gian gần đây được phản chiếu qua nhiều con số đầy bất ngờ khi cả giá vàng nhẫn và vàng miếng đều tăng chóng mặt, sau đổ kỷ lục trước đó. Trong bối cảnh giá vàng tăng nhanh, tăng liên tục, chênh lệch giữa chiều mua và bán đã cách xa nhau tới 2,5 triệu đồng trên một lượng như hiện nay, nhà đầu tư nên làm gì? Giá vàng liệu còn tăng tới đâu? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong chương trình ngày hôm nay. Trước đó hãy cùng xem lại những con số bất ngờ về giá vàng. Thời điểm giá vàng SJC tiến lên mốc cao mới, vượt 81 triệu đồng trên một lượng là 11 giờ 15 phút trưa mùng 2 tháng 3. Vào thời điểm giá vàng lập đỉnh này, vàng bạc đá quý Sài Gòn đã nâng giá vàng SJC lên 78,5 đến 81 triệu đồng trên một lượng, tăng 1,5 triệu đồng trên một lượng so với hôm qua. Tập đoàn Doji cũng tiếp tục tăng lên 78,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 80,95 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn trơn cũng đang tăng mạnh, có nơi lên gần 68 triệu đồng trên một lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu ngày 2 tháng 3 niêm yết ở mức 66,72 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,92 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tập đoàn Doji áp dụng mức giá mua vào bán ra lần lượt là 66,5 và 67,6 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, trong tuần này, giá vàng SJC đã tăng khoảng 2 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn trơn cũng tăng khoảng 2 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường quốc tế, thời điểm 11 giờ 45 phút ngày 2 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.082 đô la Mỹ trên một ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 63 triệu đồng trên một lượng, chưa kể thuế phí. Giá vàng tăng mạnh nhưng người mua gặp rủi ro kép bởi chênh lệch giá vàng mua vào và bán ra lên mức 2,5 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng trong nước cũng đang cao hơn vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, giá vàng miếng tăng nhanh, xô đổ kỷ lục, còn vàng nhẫn tròn trơn 24K ghi nhận mức sinh lời vượt trội và liên tiếp xác lập các đỉnh mới. Nguyên nhân nào đã đẩy giá vàng lên cao như vậy? Trước những cơn tăng giá vàng, nhà đầu tư nên làm gì? Chúng tôi sẽ kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế. Xin mời trường quay kết nối. Giá vàng ngày 2 tháng 3 năm 2024 tăng liên tục, trong đó vàng SJC xác lập kỷ lục 81 triệu đồng trên một lượng. Thưa tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, ông có bất ngờ với đà tăng này của giá vàng và theo ông, nguyên nhân nào đã đẩy giá vàng lên cao như vậy? Trước hết là chúng ta thấy rằng cái giá vàng trong những ngày vừa qua, đặc biệt là giá vàng SJC ấy, nó tăng rất mạnh thì có nhiều cái nguyên nhân. Một trong những cái nguyên nhân đó là cái giá vàng thế giới trong những cái ngày qua nó đã tăng lên khoảng 38 đô la một ounce sau khi cái chỉ số sản xuất kinh doanh của Mỹ nó không được như mong muốn và cái chỉ số giảm lạm phát cũng như là các cái yếu tố liên quan đến cái nền kinh tế Mỹ nó không như mong muốn. Cái điều thứ hai là cái vàng SJC như chúng ta đã nói ấy, cái cung cầu của nó tương đối lệch nhau. Hiện nay cái cầu thì nhiều nhưng cung thì không có, và như vậy là các cái ngân hàng thương mại họ thực hiện cái việc mua đi bán lại, các cái nhà kinh doanh vàng họ thực hiện cái việc mua đi bán lại các cái lượng vàng SJC đang có trên thị trường, và rõ ràng là rất nhiều người mong muốn kìm giữ cái vàng SJC trong tay, trong khi cái lượng bán thì ít. Thì như vậy rõ ràng cái giá vàng SJC nó tăng lên đáng kể là cũng đương nhiên. Chưa nói nữa là trong cái tháng 1 này, tháng 1 âm lịch ấy, thì cái việc mà mua bán cầu may cái giá vàng ấy, nó vẫn đang diễn ra. Và vì vậy cho nên không chỉ vàng SJC mà cả vàng nhẫn nó cũng đang có cái tăng giá khi mà cái giá vàng thế giới mấy hôm vừa rồi có cái đà tăng. Và đồng thời có những cái dự báo của một số chuyên gia cho rằng là giá vàng có thể lên cái mức 2.100 đến 2.400 đô la một ounce trong cái thời gian tới. Ngoài giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng bùng nổ, sát đỉnh 68 triệu đồng. Ông có nhận định gì về mức giá kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước từ trước đến nay? Với cái thị trường vàng nhẫn ấy, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa qua đó, thì cái vàng nhẫn nó cũng đã có cái tăng giá đáng kể. Do cái nhu cầu về mua vàng nhẫn để mà cầu may hoặc tích trữ nó đã tăng lên, đặc biệt là trong cái điều kiện chúng ta đang ở hướng tới sửa cái nghị định 24, thì cái việc mà kinh doanh cái vàng nhẫn này nó trở thành một trong những cái vấn đề nó đảm bảo cái an toàn, khi mà người ta cũng chưa hiểu rằng là cái nghị định 24 sửa theo hướng nào. Và cái điều thứ hai
là chúng ta thấy rằng là như đã nói trong cái tháng 1 này, cái người mua một chỉ nửa chỉ vàng SJC để cầu may hoặc để tích trữ tài sản á, nó cũng vẫn tăng lên. Và đây cũng đang là cái thời điểm cao điểm của cái hoạt động lễ hội cưới xin mà người ta cần đến cái lượng vàng. Và cũng thực tế thì do cái giá vàng thế giới nó tăng, cho nên cái lượng vàng để mà sản xuất cái vàng nhẫn á, nó cũng tự nhiên tăng giá theo. Và với cái điều kiện là chúng ta chưa được nhập thêm các cái lượng vàng thì cái nguồn cung nó vẫn không tăng, cho nên cái lượng vàng nhẫn nó tăng giá, thì nó có cả cái yếu tố là vàng thế giới tăng, cả cái yếu tố là cầu tăng, và cả cái yếu tố là có cái thay đổi mà mọi người mong muốn có cái mua bán vàng để mà đáp ứng các cái nhu cầu trong cái điều kiện chỉnh sửa của cái Nghị định 24. Thưa tiến sĩ, trước những cơn tăng giá vàng, nhà đầu tư nên làm gì ạ? Trước hết chúng ta biết rằng là cái việc mà vàng nó tăng giá nó cũng là một trong những cái nhân tố làm cho cái trào lưu mà cái người quan tâm đến cái vàng nó tăng lên trong cái thời gian vừa qua. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng nhìn thấy một cái điều á, cái lãi suất mà gọi là huy động nó cũng xuống quá thấp, cho nên có một số nhà đầu tư vẫn đổ tiền vào đầu tư kinh doanh vàng. Và trong cái điều kiện như là cái kinh doanh bất động sản nó cũng đang có nhiều cái khó khăn, thì rõ ràng cái kinh doanh vàng nó vẫn có một cái lợi thế nào đó. Nhưng mà chúng tôi cũng nói rằng là chính cái tâm lý đám đông khi mà nhiều người tham gia vào nó càng đẩy cái giá vàng, cả vàng SJC lẫn vàng nhẫn lên cái mức giá rất cao, và đến khi mà chúng ta cần mà bán để mà thu hồi vốn ấy, thì chúng tôi cho rằng cái khả năng rủi ro là rất lớn. Chúng ta cũng biết rằng cái giá vàng hiện nay của chúng ta đang cách khá xa với cái giá vàng thế giới, đặc biệt là cái vàng SJC nó lên đến 20 triệu một lượng đó, thì rõ ràng đây là một cái rủi ro rất lớn. Chưa nói đến là cái độ vênh giữa cái mua vào và bán ra nó cũng quá lớn, và vì thế cho nên các nhà đầu tư cũng nên rất cẩn trọng trong cái hoạt động mua bán vàng để tránh cái thiệt hại trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư kinh doanh. Thêm nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là với cái vàng nhẫn á, thì trong cái thời gian vừa qua do cái hoạt động cung cầu cũng như do cái nguồn đầu tư nó cũng có những khó khăn, và vì thế cho nên cái lượng người mà đổ vào mua nó cũng đã nhiều và cái giá vàng nó cũng tăng lên tương đối cao. Cho nên các cái nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng ngay cả mua vàng nhẫn cũng có rủi ro rất lớn khi mà cái khoảng cách giữa đầu mua vào bán ra nó cũng tăng, và cái giá vàng trong cái thời gian vừa qua nó tăng tương đối cao rồi. Ông có dự báo gì về giá vàng trong thời gian tới? Chúng ta biết rằng là cái giá vàng trong cái thời gian tới ấy, về mặt nguyên tắc thì nó sẽ có cái chiều hướng tăng lên. Tuy nhiên cái mức tăng nó không quá lớn. Và như chúng tôi đã nói đấy, sau một cái khoảng thời gian tới đây thôi, trong cái tháng 3 này thôi, thì cái giá vàng thế giới nó lại tiếp tục rơi về cái mức quanh quanh cái ngưỡng 2.000 đô la một ounce, có thể là từ 1.950 cho đến 2.050 đô la một ounce. Và như vậy là cái mức đó nếu mà tính ra cái giá vàng Việt Nam ấy, nó cũng tương đối rẻ chứ không đến mức quá cao. Và nếu có tăng ấy, thì nó sẽ tăng vào cái những cái dịp mà cuối năm, và nó tăng rồi nó lại giảm, nó tăng rồi nó lại giảm theo cái chiều hướng như vậy. Và cái giá vàng nó cũng tăng không quá nhiều, cho nên các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng trong cái quá trình mà kinh doanh đầu tư vàng của mình. Cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Xin được tiếp tục với một thông tin dư luận chú ý nhiều ngày qua. Mấy hôm nay mạng xã hội có chia sẻ về câu chuyện một đại gia đình ở Tây Ninh trúng số hơn 34 tỷ đồng, sau khi trừ thuế còn 31 tỷ 10 triệu đồng. 7 người trong đại gia đình đã chia nhau giải thưởng này. Trên nhiều diễn đàn ngày hôm nay, người trong cuộc đã có chia sẻ lại hành trình trúng số đầy bất ngờ của họ. Vâng ạ, nhanh chóng thì đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn xin vía, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ về độ xác thực của đoạn clip.
Theo chị Lê Thị Kim Thanh, 39 tuổi, chủ nhân đoạn clip xác nhận chính mình là chủ của giải thưởng lớn nói trên. Cụ thể, chị đã trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một tờ, 126 tờ giải trị giá 50 triệu đồng một tờ. Tổng giải thưởng là 34,3 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, gia đình chị Thanh nhận được 31 tỷ 10 triệu đồng. Số tiền trúng thưởng đã được chia đều cho 7 anh em trong gia đình của chị Thanh, mỗi người nhận được hơn 4,4 tỷ đồng. Được biết là chị cũng là chủ của đại lý vé số có tiếng ở Hòa Thành, Tây Ninh. Chị Thanh cho biết số tiền 31 tỷ chia cho 7 người thì mỗi người được vài tỷ, không phải là số tiền lớn. Vì thế chị chỉ dừng ở mức vui chứ không tới mức mất ăn mất ngủ. Gia đình bán vé số đã lâu, từng có nhiều khách hàng trúng độc đắc nên chị Thanh thấy bình thường, không có gì quá ngạc nhiên. Vâng ạ, chị Thanh cho biết là hôm đó thì cả nhà 7 người có bắt xe đi Bình Thuận chơi, đi du lịch tâm linh. Nghe tin ở nhà còn 6 cây vé số, chị cùng với mọi người quyết định mua hết, tổng cộng hơn 8 triệu tiền vé. Nói vui là nếu chiều trúng thì chia đều với nhau, không ngờ là trúng thật.